trị rây trắng rệp xép thì anh chị em mình dùng loại này cho em nha, Movinto. Loại này pha lưu lượng của nó là 1cc 1 lít nước, nhớ lắc đều trước khi sử dụng tại vì nó là loại đặc sệt. Đó, nó hơi đặc. Phun thân bình thường thì ở vườn em phải tầm 1 tháng thì em phải phun phòng một lần. Còn đối với những cái cây bị bệnh á, anh chị nào đối với những cây bị bệnh nha, để riêng cho nó ra. Chứ để nó lây lan rầy, mà rầy đây là nó lây lan, nó cắn, nó ăn thân thì là nó làm suy cây rất là nhanh. Đó, loại này là anh chị phun cho em. Đối với những cây đang bị phun 3 lần cách nhau 3 ngày là cây nó sẽ, cái con rầy này chị được dứt điểm nó. Đừng có để lâu quá, mình để phun cách mỗi lần tầm 5, cách tầm 5, 10 ngày đó là sẽ không bao giờ hiệu quả nha. Anh chị cứ thử, cây nào đang bị thử dùng theo cái cách của vườn của em á, xài ok ạ.